Thôi thôi, hợp lắm chứ bộ. Rồi, được rồi. Quá trời có đất rồi. Hai chị thì rất hợp nhau nha. Nè, tụi nó nghe nha, Bình dễ đẹp nha. Bây giờ hai người thử ôm nhau cái cảm giác nào. Ôm vô, ôm chặt vô cái. Cảm giác nó khác đi em. Ôm chặt vô coi. Cảm giác thì chặt nó khác đi. Đứng yên. Đứng yên Nguyên, đứng yên Nguyên. Cảm giác sao rồi Bình? Dạ, cảm giác anh thấy hạnh phúc. Anh. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Dạ, chị cứ để đây. Mời nhà trai. Chúc MC là anh Kiều Linh và Ngọc Lan và toàn thể khán giả mỗi ngày luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui, và trên công việc luôn tỏa sáng. Dạ, cảm ơn. Xin chào. Chị Đào Lý. Ủa? Dạ. Chưa xong hả? Mình người ở đâu? Dạ, em là con trai gốc Huế nhưng sống Sài Gòn. Sống Sài Gòn? Dạ, là thành người Sài Gòn rồi. Mình vô đây bao lâu rồi? Dạ, em vô đây khoảng 6 năm. Bạn tên là gì? Dạ, em tên thường gọi thì tên Cao An Bình. Ngồi với An Bình. Dạ. Đứng ngồi là cao lắm. Cao An Bình, nhiêu tuổi? Dạ, em năm 75, 47 tuổi. Khoảng bốn mấy thôi. Mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Nguyên Linh với... Xin chào. Ngọc Lan với mọi người trong trường quay. Em tên là Trần Thị Yến, sinh năm 1979, gốc ở Bến Tre. Bây giờ hậu khẩu em ở Long Thành, Đồng Nai. Dạ. Dạ. Chị làm công việc gì? Công việc của em là may xuất khẩu đi Hàn Quốc. May. Bốc lửa lắm nha mọi người. Dạ. Yến ở Đồng Nai với ai vậy? Dạ, em ở với con em anh. Con em anh. Em là mẹ đơn thân anh Linh ơi. À vậy à. Dạ. À, đơn thân con trai hay gái vậy Yến? Dạ, con trai em nay 10 tuổi anh Linh. 10 tuổi? Dạ, đang học lớp 4. Chị ta ông xã bao lâu rồi Yến? Dạ, em hồi xưa giờ em chưa có kết hôn. Quen người này rồi có con Linh Linh rồi. À. Người ta đi về nước rồi hai mẹ bỏ hai mẹ con ở Việt Nam một mình nay 6 năm mà mất liên lạc luôn rồi anh Linh ơi. À, rồi An Bình là làm công việc gì? Dạ, em làm bên ngành mộc và trang trí nội thất anh. Mình đang có cửa hàng nào không hay đang? Dạ, em đang đi làm cho tư nhân. Lại cái nghề này cũng có tiền rồi nha. Dạ, cũng tầm tầm mà, nhưng là nghề đồng hồ thì có tiền nhiều hơn. Nghề đồng hồ nào? Nghề sửa đồng hồ đeo tay này á. Nhưng mà em có nghề sửa nghề này, có sửa luôn. Dạ. Tình duyên sao Bình? Tình duyên thì em cách đây 16 năm còn quen một người mối tình đầu rồi thôi. Từ hôm đó đến giờ tham ăn mình là thấy cảm thấy chưa thành đạt, giờ đây em không quen ai luôn. Nhưng mà không thích ai luôn á hả? Dạ không. Có nhìn ai mà mình thích không? Chưa có cô phụ nữ nào mà làm rung động tim mình cũng không rung định họ được thì mình không quen. Có khi nào anh rung động với con trai không? Không. Thử chưa? Thử nắm tay một chàng trai nào chưa? Có nhiều nắm tay nó cấm mình mà mình sợ. Nói chung là cầm tay phụ nữ thì nhiều, đó là mình thử. Nhưng mà không có cảm giác luôn. Không có, cho nên là lạ chứ. Bên phụ nữ nó mát hơn. Nhịn 16 năm rồi bây giờ có hoạt động được không? Được thì tốt chứ có gì đâu. Cơ thể khi nào hoạt động tốt hết. Chạy nào tốt hết, tay chân đồ khỏe hết. Có hay khi nào mà thử máy hoạt động lại không? Ông em đang hỏi thiệt, tại vấn đề nó quan trọng lắm. Quan trọng nha, đừng ông là khi nào máy mà hoạt động thì tốt, chứ còn mà không hoạt động nó tốt thì yếu. Nó không hoạt động với mình không bình thường đó. Đó. Phải hỏi kỹ cho nhà gái. Rồi, tội nghiệp, nói chung là cái đường tình duyên cũng cắt trở. Chào anh Linh. Chào em gái. Hai người á, nếu mà đến với nhau được thì anh này anh cũng dung thủy. Nhưng mà không biết anh có thương con người ta không? Bình. Dạ có chứ, nói chung là xã hội mình còn thương huống gì mà người mà phụ nữ đó mình thương mà có con mà mình thương được. Phải thương giống nhau hết. Đúng rồi, con của vợ chứ không phải thương con vợ. Bây giờ mình muốn có một người đàn ông thế nào có thể đi chung suốt cuộc đời nè. Dạ em muốn cái người đàn ông đó có trách nhiệm cao, làm mọi thứ đều tốt, đạo đức, có tâm, là mọi thứ khác đều tốt hết anh. Mấy người làm mộc ta tỉ mỉ lắm. Mấy người sửa đồng hồ còn tỉ mỉ hơn nữa. Từng cái con ốc chút xíu vậy mà người ta tỉ mỉ, người ta lắp ráp vô. Tức là người bên kia rất là kiên nhẫn luôn nha. Ha. Dáng dốc hình dáng này kia mình muốn thế nào? Dạ em 1m6 trở lên thì anh. Không mập. Bên đây không mập đâu. Có hoạt động gì đâu mập. Uống bia hút thuốc gì cái một chút là đàn ông chỉnh được đúng không? Tốt anh, ngủ một chút xíu cũng được. Cô gái bên đây cũng mở đó.
Rồi bên đây sao? Bên đây là mình có nhu cầu mình có bạn gái như thế nào nè? Dần ngang 1m6. Dần ngang 1m6. Dần ngang 1m6. 1m65 độ lại cũng được. Làm gì kiếm vợ giống như mua đất giờ ngang 1m6. Anh tính mét tới không hả? 1m65 là ok thôi, hoặc là 1m6 là cũng ok. Ngang hay dài? Chiều ngang hay chiều dài? Chiều cao, chiều cao. Mọi thứ đều tốt hết. Vậy gì nữa? Thích gì nữa? Thôi mà em thích gì hết? Kiểu đừng đi lăng văng rồi chuyện người ngoài là ok. Không nhiều chuyện. Đúng, đúng, vậy không đó. Ngồi lê đôi mắt. Rồi, ngon lành. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Gái đi với ai vậy? Em đi đơn chiếc, em đi có một mình lên. Tội nghiệp. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với là chị dâu của em đang bằng ổ xanh đó. Em xin chào anh MC Quang Linh. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào khán giả trong sân quay. Tôi tên là Lý Thị Lục, năm nay 57 tuổi, là chị dâu của Bình. Đối với Bình thì rất là nóng tính, nhưng mà nóng rồi thì rồi. Nhưng mà thấy nếu có gái đó được thì cũng cho nhau cơ hội để mà hẹn hò. Cảm ơn chị. Lớn hơn tôi mà sẽ nhìn trẻ hơn tôi. Làm gì tôi già dữ vậy trời. Mở rào cho Bình Yến gặp mặt nha. Mở rào. Bước tới luôn Bình. À, cảm ơn. Khui luôn quà coi đối phương tặng mình gì. Chắc đồng hồ quá, tôi nghĩ không làm. Nguyên không làm đồng hồ chắc. Đeo thử chưa rồi mình đeo luôn nha. Đứng mà đeo luôn. Mình đeo thứ bạc cho tôi chích nha. Chắc mình đeo hình hơ để tháo. Mình lấy thời trang nè. Bữa nay mình đeo được đồng hồ này cho phụ nữ. Ít khi đi lắm. Đồng hồ vàng chóe luôn ha. Này, cảm ơn. Dạ vâng. Để hai tay hai đồng hồ cái bên coi. Đứng sát cho nó, đứng sát cho nó. Hồ sát bên nhau coi. Nắm tay vô coi. Trời, nó hợp lý dễ sợ luôn đó. Anh thấy em sao? Lần gặp mặt đầu tiên thấy em sao? Gặp mặt lần đầu tiên thì mình thấy là tuyệt vời, giống như hoa, đó hoa rồi đó. Phụ nữ mà thấy có nụ cười thế là mình đã thích rồi. Khi nào mà có nụ cười là mình thích. Anh chưa kết hôn lần nào hả? Chưa, nó chưa lên sơ hoa lần nào mà. Có ngại em là mẹ đơn thân không? Không có gì ngại cả. Chuyện bình thường. Thấy ông khỏe không? Mình nhỏ con chứ rất là mạnh mẽ. Đúng rồi, vậy thôi, em cứ hỏi là anh trả lời thôi, ok. 47 tuổi không gì đó. Đúng rồi, tuổi mèo á. Mèo hả? Trời, thấy tuổi hợp nè. À, tuổi gì là mạo? Tuổi mùi. Mùi, ô, mùi là tuyệt vời. Hợp hay hợp là cùng hợp, cùng nhau mình hết, em là tâm của mình hết. Đúng rồi. Nếu như mình nổi, nóng nhau, thì mình dừng nhìn nhau là cái đó là hợp nhau. Là mới được cái hạnh phúc được. Rồi hẹn hò sao đấy? Thì anh công việc em cũng tự do, anh thì cũng tự do, thì anh rảnh lúc nào thì mình sắp xếp gặp nhau lúc đúng đó. Đúng rồi, mà gặp em là ở đâu? Em ở ngay cao tốc Long Thành, Hồ Chí Minh anh. Chạy gần mấy chỗ bò nhiều hả? Bò sữa ở trên nữa. Bò sữa em Long Thành rồi, có gì đó khi nào cho định vị anh biết, mà biết ăn biết ăn thôi, cần gì mình hỏi. Dạ. Yên ở trên đó với coi như ở nhà mình hả? Dạ em có nhà riêng, một mình hai mẹ con ở anh. Mà anh này có nghề mà anh nghèo thì có chịu lấy anh không? Anh nghèo mà tâm anh giàu thì đâu có sao. À, nó vậy thì tốt, đúng rồi. Gia đình anh cũng nghèo. Anh thì con trai út không biết gì, mà nói chung là cái gì ở quê mình là cái gì, gia tộc, gia tượng gì đó là không có. Nếu anh lấy vợ là anh sẽ nghiêng về theo một người vợ luôn. Còn sau nào thì bảo với ba mẹ thì qua cặp thuận với vợ chồng là gửi qua cho ba mẹ thôi, là cho anh không bao giờ cho riêng. Cho là quyền anh phải hỏi qua vợ. Cái đó mà hạnh phúc được. Thấy chưa? Thấy người đàn ông đàng hoàng chưa? Còn uống bia thì có uống vài lon vui vui mà, nhưng mình uống mà ghét nhất ai mà khi mà nói lớn về gây gỗ là thì bởi bao không bao giờ mình gặp nhau là người đó nữa. Bên nhà trai tôi ở ké về rồi cái chăm sóc hai mẹ con, rồi tôi mở tiệm đồ gỗ làm thợ mộc rồi kia được không? Dạ được, anh chồng em làm gì cũng được hết ạ. Đó được rồi đó. Bây giờ nãy giờ mình nói rồi, bây giờ mình nắm tay nhau đi. 16 năm rồi nha. Khí huyết không có lưu thông lắm á. Giờ nhìn bạn gái đi. Dạ. Bình nhìn đi. Bữa nay mình nắm cái người mà đang có thể cùng mình đi suốt cuộc đời nè. Nhìn thẳng vô mặt Yến đi Bình. Dạ. Nó thấy khác hơn. Tay nó lạnh lạnh không mà. Tay phụ nữ em nhỏ chứ nó cứng rắn lắm. Để như nhau như vậy mãi mãi thì còn hạnh phúc biết bao.
Máy nó chạy chưa? Máy móc có rần rần chưa trong người đó nó? Khí huyết có lưu thông rần rần chưa? Phải do em đi Đà Lạt mà về nó lành quá. Mà đi Đà Lạt em qua về á. Anh đi lên đó làm gì anh? Làm cho trang trí nội thất của khách sạn khách sạn 4 sao ở trên đó. Nó cao quá đến mạo hiểm đến 4 tầng giờ từng cáo của bằng gió lạnh mà về. Không em phải về để kiếm được người bằng mà về đó. Anh nói nha, Bình đây thật tình lắm luôn á. Nãy giờ nói chuyện là biết thật tình lắm luôn á. Anh thấy hai em rất là hợp với nhau đó. Ha? Dạ. Chị ơi, mình hát lại một bài mình tặng ảnh đi, chị nhạc buồn cũng được. Hồi xưa em có học khiêu vũ á, góp vô cho em một xíu. Diêu ảnh đi đâu? Ủa nhảy tới đâu mình nhảy tới đó. Hôm nay có dàn mít là tại chỗ luôn. Vô. Đó, trời ơi ngon. Ôi ngon. Trời ơi, hợp lắm với bọn. Rồi, được rồi. Quá trời quá đất rồi. Hai chị này rất hợp nhau nha. Nè, tụi nó nghe nha, Bình nhảy đẹp nha. Bây giờ hai người thử ôm nhau cái cảm giác nào. Ôm vô, ôm chặt vô chứ. Cái cảm giác nó khác đi em. Thôi, chặt vô coi. Cảm giác thì chặt nó khác đi. Đứng im. Đứng yên nguyên. Cảm giác sao Bình? Dạ, cảm giác em thấy hạnh phúc. Hạnh phúc. Rồi, về ghế. Thích là bấm liền nha Bình, để tay nó bấm Bình. Nút ở đâu? Hả? Bên đây nè anh. Muốn nút ở đâu cũng được hết trơn á. Nút ở đâu nè? À đây đi, bấm luôn chứ. Đúng rồi, bấm luôn đâu. Đó là còn bên em có chồng hay không là quyền. Nhà gái thì sao nè? Quyết liệt. Thích mình rồi đó. Thấy chưa? Nó tay vô đi Bình. Đó thấy chưa? Trời ơi. Thái cặp tay rồi nha. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm trọn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm. Hình như là anh gửi về nhà hết. Vâng. Gửi về cho gia đình mua gạo, thóc cho mấy đứa em, rồi tập sách vở cho mấy đứa em ăn học. Rồi cha thì bệnh tim rất là nặng. Rồi sau thì cha mất cách nay 7 năm. Vâng. Thì các bầy em của anh nó lớn lên hết rồi. Nó có cơ sở, cơ ngơi cũng nhỏ nhỏ, nó có đủ sống hết. Vâng. Rồi mẹ của anh thì nó dành nó nuôi luôn. Nó, anh gửi tiền nó, anh ba ơi, anh cứ để dành tới thì mai mốt của vợ thì 7 năm nay, 8 vâng. năm rồi. Vâng. Thì anh cũng có dư được mớ, cho nên anh quyết định anh đi tìm một người. Được bao nhiêu rồi anh? Thì nói thật là anh nói thiệt anh còn dư gần 500. Nói thật. Đầu tư không chị? Em đủ mua miếng đất. Anh ơi, em đang muốn như này. Hai người hùng mua miếng. Em đang muốn một căn nhà ở trên đây, có thể là anh em mình ở Bắc muốn mua chung có được không? Được, được cái gì đâu em. Vâng. Nhưng nếu mà phải góp vốn thì anh thì anh có nhiều đó, có nhiều đó. Nếu mua đủ thì nếu mà như thế mua ở đây thì này góp mỗi người 500, còn lại ngân hàng trả. Tôi mua cho miếng ở vùng ven. Không, muốn thì ở trong thành phố chứ, ở trong thành phố này chứ vùng góp ven. Nếu mà gì ít quá mua thành phố không nổi đâu, còn không ra Phú Quốc đầu tư miếng. Nói chung là anh còn cái là nhà ở dưới á, nhà cũng 200 mấy mét mà ở dưới quê nghe. Bán được không? Bán được, nhưng mà bán là mai mốt rồi già không biết nằm ở đâu. Xa quá. Tính xa quá. Anh ơi, bây giờ em đề nghị với anh như thế này. Ừ. Nếu như mà anh em mình xác định về chung một nhà, công việc của anh ở trên Sài Gòn này thì nhất định sẽ phải là mua một cái nhà ở trên đây. Thì anh nói anh có nhiều đó không biết đủ. Có nhà ở Sài Gòn. Anh để đó anh lo. Chuyện nhà cửa em lo. Vậy thì quá tốt. Không, đúng ra thuyền theo lái gái theo chồng đúng không? Đấy là câu tục ngữ của mình. Nhưng mà đây em đang muốn là cũng có thể là em phụ thêm anh thôi. Thì cũng có thể là bằng cách nào đấy anh ấy chăm lo cho các em anh rồi, thì bây giờ các em anh ấy có thể là cũng giúp đỡ anh ấy một chút nào đấy chẳng hạn. Em thì em không đòi hỏi nhiều, mà em chỉ cần một cái nhà để cho hai người ở về anh tiện làm việc ở trên này. Thì nếu như mà em thích thì anh nói ở nhà ở Sài Gòn thì nó rất một căn nhà chắc tiền dữ trận lắm. Mua trong
thì anh có dốt anh có nhiêu đó và nói chung là dưới quê anh được thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu Hùng thêm đây nữa mua được cái nhà, nhưng mà ở rất nhiều quận còn đang dù quận củ chi giống như Hóc Môn nè, Củ Chi nè, Nhà Bè nè, Cần Duộc nè. Em muốn là quận 1. Quận 1 đó hả? Vâng. Khó. Quận 1 hỏi anh hơi khó đó. Tôi chưa mua được. Dạ, quận 1 dạ, em với chú Linh cũng chưa không mua, không dám mơ mua nhà quận nhất. Có chị có tiền thì mua thôi. Không, đây là em đang mơ. Mơ thì ai cũng có quyền mơ, tôi mơ còn chưa được. Tôi còn chưa mua cái nhà quận 1 được nữa. Tụi em còn phải đi về Dùng Giang về quận 7 ạ. Tôi còn mua quận 19, 20 không á. Thế thì là thế này là anh Linh là đã hứa là có 500 thêm 500 nữa là sẽ tìm mua đất vùng ven được cho anh này được không? Vùng ven mua được rồi. Củ Chi là ngon, mỗi người hùng 500 đi, tôi kiếm miếng Dùng Giang cho. Cảm ơn Linh nha. Xin lỗi chứ chùm bất động sản. Trời ơi, đại gia đất, không có đất ở đâu mà không có hết. Tôi có khoảng mười mấy miếng đất. Mỗi miếng 100m, 100m ở Cà Mau 100m nè. Tiền Giang 100m, Long An 100m, đất ruộng không, Cò Bay chút xíu rồi tới. Đó. Được chưa? Quan trọng là mình có đất được ở đâu không cần biết, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Anh ấy nói thế thôi, anh có dám theo em về ngoài Bắc ở không? Nói chung là cái cách 7-8 năm đi trước, anh nuôi ở Hà Giang là 1 năm mấy. Về Hải Phòng á, anh nuôi là 2k, 3k. Em không nói đến 2-3k, nhưng bây giờ anh có về đấy ở được với em không? Người ta ở thuyền theo nái cái theo chồng, nhưng bây giờ được, đó là anh nói chung là chỗ nào là chim làm đất đậu à. Đất đai tính sao? Không, mà về đấy không phải mua nhà. Về Bến Tre cũng đấy, về Tiền Giang Cái Bè đâu có mua nhà đâu. Cái Bè là đang phát triển dữ dội luôn ha. Cái Bè là một trong nơi du lịch có chợ nổi nè. Cái Bè vừa có Cái Bè vừa có cái nhà nữa. Cũng rất là sướng luôn ha. Em mà đó giờ có thường đi xuống Cá Bè với miền Tây chơi không? Em có, Tết vừa rồi thì em ăn Tết ở miền Tây. Rồi, bữa nào dẫn về quê đi. Rồi, khi nào mà có dịp á, xa lắm, anh sẽ dắt em về đi chơi ở chợ nổi, vui lắm. Vậy đi. Còn nếu 500 triệu tôi hùng vô chứng khoán được. Rồi, đến đây, hai người đứng đây nào. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ, hôm nay anh nắm tay em thế nào? Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó? Nắm như thế nào? Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là nhiều vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Thì anh thấy làm như nó có sản phái hay sao? Có sản phái. Chị ơi, còn riêng đó. Còn riêng à? Còn riêng đó. Riêng thật em. Riêng, còn riêng đó, chị trên đó là chị. Chị từ từ thôi. Đồng nghiệp á. Đồng nghiệp nói đó. Cái chuyện anh đế là nổi tiếng luôn. Em ấy nguyên thủy luôn. Rồi, giờ thật ra thế này nè. Anh yêu anh còn nguyên thủy. À, bây giờ anh Dung á, thật ra này nè. Bây giờ mình nãy giờ có thể đùa vui ha, có thể giỡn, nhưng mà bây giờ thế này. Mình lắng động lại chút xíu đi. Mình lắng lòng chút xíu, mình kiểm tra đi. Chúng ta không thể gọi là bấm nút vì bất kỳ điều gì hết. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn, còn không quyết định mình không cần bấm. Linh biết chắc rằng sau câu chuyện ngày hôm nay rất là nhiều người sẽ tìm địa chỉ của anh và rất nhiều người cũng sẽ tìm địa chỉ của chị, bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương, một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thấy ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn thì mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bóng vì bất kỳ gì cả. Đúng rồi. Rồi, khi mà Linh nghĩ rằng nếu mà hai anh chị đến với nhau rồi, tình yêu đủ lớn thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Yeah. Bởi vì sóng gió ta đã vượt qua hết rồi. Cái tuổi này chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể là mình phải hy sinh cái công việc của mình, hy sinh cái nơi ở của mình, ví dụ như là mình theo một người nào đó, hy sinh công việc của mình là mình nghỉ công việc để mình theo, hoặc là có thể vẫn làm chăm sóc bệnh nhân dài hạn chẳng hạn, chăm sóc bệnh nhân cả cuộc đời và cũng không khó. Thật ra công việc của anh này không có khó đi đâu cả, có thể về Hà Nội, sếp của anh có thể nhận một bệnh nhân ở Hà Nội 1 năm, 2 năm, 3 năm là chuyện bình thường. Rồi khi chúng ta tìm hiểu yêu nhau và ở nhau trọn đời luôn anh hả? Dạ đúng không? Rồi anh thấy anh tóc anh nó sao sao nhỉ? Hả? Dạ thấy cái tóc thật trân nè. Hồi lên nè hả? Hồi không, bây giờ bên nói là mình cứ nói thật với nhau hết đi hả? Mình bấm nút xong là mình cứ nói thật với nhau hết tất cả những cái gì
mình có sao mình nói vậy nha. Bây giờ anh và chị để tay mình bấm đi, mình bấm nút xong rồi mình giải quyết. Có bấm hay không là do anh chị nha. À, chúng tôi không khuyến khích bấm để làm vui lòng mọi người đâu. Bấm nút xong rồi mới bấm nút xong là chúng ta đã tạo cơ hội để làm quen với nhau. Quay, nút nào nút tiêu rồi. Bây giờ quyết định là của chị nha. Mình đã từng bị tổn thương rồi, mình muốn vá lại những vết thương trong trái tim của mình thì mình quyết định cho đúng đắn. Anh ơi, nhưng em muốn hỏi anh thêm một chút nữa là hỏi em. Thế nếu như mà mình có thể đến với nhau thì theo như anh là khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì mình có thể là về ở được với nhau? Thì nếu đó là mình tính ví dụ trong một thời gian ngắn thôi, rồi có thể mình tìm hiểu trong một thời gian ngắn, tại mình lớn tuổi rồi không có thể để dài được. Thực ra là nếu ngắn thì em cũng lại chưa được, tại vì em còn công việc ở ngoài Bắc rồi ở trong này nữa. Nếu như mà thế thì tôi cũng được theo tỷ em thôi. Anh cũng chiều em luôn. Dạ. Anh đã bấm rồi đó. Nó bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Không, nhưng mà nếu thế thì anh có chờ em được khoảng 2 năm nữa để em thu xếp mọi việc không? Cũng, tại vì cũng... ở ngoài kia còn gia đình, còn con cái, còn công việc em ngoài đấy. Được. Cũng được. Thì anh nên lo làm 2 năm nữa thì cũng được thôi. 2 năm nữa lên 700. Thế thôi anh em mình cứ cho nhau cơ hội. À. Còn đâu là tùy duyên, được đến đâu thì được. Okay. Anh nhá. Vâng. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Được chứ anh? Được. Anh thấy thế nào? Hợp lý đó. Chị là người sẽ chủ động tất cả mọi việc, bởi vì thật ra anh rất là hiền, anh chưa bao giờ biết yêu cả, chưa bao giờ nắm tay một người phụ nữ, chưa bao giờ hôn ai cả luôn. Thế này em son. Son đấy. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không phải tôi hôn. Cho anh hôn cái nha. Không đi, muốn hôn sau. Trời ơi, anh đời anh không lẽ. Sao chị bé à? Không lẽ cả thơm, bây cả giờ cuộc đời của anh đến bây giờ mà không lẽ hôn cái nụ hôn nó vất vả như thế. Chị có thể đứng yên, năn nỉ đó. Chị có thể đứng yên cho anh hôn. Anh thấy thế nào?